Hello, xin chào các bác. Thì hôm nay em làm một video để test cho anh Đại ở Bình Phước con vang X12, đó chính là con DK8600 và bộ con trầm DB Bass 30. Thì hôm trước em có anh bán cho anh một đôi loa Bass 30 check leo, Bass neo. Thực sự những đôi loa full 30 nhá, khi các bác mở bé, em nói luôn, khi các bác mở bé ở phòng của các bác bé thì nó sẽ không đạt được cái tiếng bass ra nhiều đâu, kể cả như BMB, Dennett, Menno hay là CF đến ngay cả Lex luôn. Khi mở bé thì nó sẽ không thể phát huy ra được cái tiếng chất bát ở trong loa, vì nó là loa full, nó cần một cái tầm công suất khoảng 40% thì bắt đầu nó phát huy được hết cái chất bát. Em mới tư vấn anh là lấy thêm một con trầm 30 thì là cái tiếng bát nó sẽ rất là dồi dào trong phòng. Đấy, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cách kết nối và em sẽ test thử luôn con vang và con trầm cho anh. Đây, vang đã tháo ra và kiểm tra kỹ. Đấy, kết nối thì ở trên con vang thì nó sẽ có một cổng đường sup. Đấy, đường sup nhá, sup. Đấy, còn đây là hai đường chính thì không nói. Có đường sup thì cắm một đường sup vào đây. Đấy, và đây là cái dây là nối hai dây. Và đây là một đầu hoa sen các bác nhá. Cái sup này thực chất cái sup này nó là molo. Nó là molo, lên cắm một rắc hay hai rắc cũng như nhau. Hai rắc của nó là nó chập vào một thôi. Nó khi vào trong nó sẽ đấu điện trở câu sang và vào một, nên một rắc và hai rắc nó như nhau các bác nhá. Hai rắc thì có thể tiếng nó to hơn, nhưng mà thực ra cái vang số cái tiếng to này bạn cái volume không đáng bao nhiêu, nên cái chất nó là một, hai rắc nó là một. Đấy, tiếng thì khi kết nối thêm trầm tiếng bass của nó thì thực sự dã man, nó rất là mạnh mẽ. Em sẽ cho tiếng nó hợp lý một chút và em sẽ test luôn cho các bác. Đấy, thì em sẽ test luôn và trầm em để ở dưới nhá. Cái máy quay em sẽ đặt nó cao lên một chút để cho nghe tiếng phun tốt, chứ còn nếu mà đặt máy quay sát trầm thì tiếng bass nó rất là nhiều, các bác nó hơi khó nghe một chút. Rồi em đặt máy quay nó cao hơn. Giờ sẽ test cho các bác nghe luôn bản karaoke bản con vàng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đoạn video để xem cái giá của hàng có vàng này, hàng mới, thì bây giờ sẽ up ở cuối video cho các bác xem. Cái giá con này rất là đắt, hàng mới nó rất là đắt luôn. Đây và đây em cho các bác xem. Hiện tại mẫu vàng này đang được bán chính hãng tại Việt Nam và do công ty ProSoul phân phối các bác nhá. Do công ty ProSoul chính thức phân phối. Và cái giá này thì em cũng không, cái này cho các bác phải liên hệ mới biết giá được. Nhưng nó không hề rẻ, em nói luôn không hề rẻ. Con này nếu mà ProSoul bán rẻ rẻ cũng loanh quanh khoảng tầm 10 củ. 10 triệu. Còn em check được một bên rẻ nhất, đó chính là bên anh Đức Tài. Anh Đức Tài thì hiện tại đang bán với con này với giá là 7.400.000, tình trạng hàng mới nhưng chỉ bảo hành 6 tháng, có nghĩa là hàng này nó là hàng sách tay, các bác hiểu không? Đây là hàng nhập sách tay, không phải nhập chính hãng, người ta có bảo hành có 6 tháng cho các bác thôi đấy. Còn bên ProSoul là bảo hành 1 năm, bảo hành 1 năm. Thì con này em nghĩ giá không dưới 10 triệu đâu, nó rất là đắt tiền, nên các bác biết cái chất lượng của nó như nào đúng không? DK68600 đấy, là một thiết bị âm thanh chuyên nghiệp với màn hình màu xanh và tần số vượt trội 255 MHz, tần số là 96 kHz DSP, đọc 7, 324 và 32 bit. Đấy, nó chứa âm thanh mạnh mẽ. Nói chung là con này rất là cao cấp, đánh giá 5/5, 5 sao, nó là một sản phẩm rất là cao cấp. Đây, có bác là mình đã mua tháng trước con này rất ưng ý, nó rất là chất lượng, rất là đắt tiền, rất là chất lượng. Con này nó rất là nhiều mã, có mã 6.000 này, 8.200 và 8.600, 8.600 là mã cao nhất. ProSoul thì các bác trong thời gian vừa qua các bác chắc cũng là quá nổi tiếng rồi đúng không? Truyền thông quá nổi tiếng rồi, như về Nexo, Kunedi, Mango, Mygo này, DK này, Samsung này, Hau này, Bayer này. Đấy, bác nào thích Bayer thì có thể là vào ProSoul mua mic Bayer nhá. Đây, cho các bác xem Bayer đây. Đấy, cái bộ Bayer vỉ tím rồi. Bayer vỉ tím. Cho các bác xem cái bộ Bayer vỉ tím mà bọn em đang bán. Đây, chính là cái bộ Bayer này này. Nó có cảm biến gia tốc này. Đấy, các bác cùng nhìn nhá. Đấy, nó có cảm biến gia tốc này. Cái mic nó tay kiểu này này, có cảm biến gia tốc. Giá 6.9. Các bác biết cái giá nó đắt hơn BBS khá là nhiều. Đây, Bayer 780 đây, Bayer 780 các bác nhìn qua, nó là màn hình vuông. Nào, cũng đã đến 5.290.000. Nên các bác đừng hỏi là so sánh cả BBS nhé, nó đắt hơn BBS đấy. Bài ơi, đắt hơn BBS. Các bác nào có thể tham khảo ở trong ProSoul này, bán rất là nhiều các hàng chính hãng, bán rất là nhiều hàng chính hãng, các bác có thể tham khảo ở đây. Đấy, quảng cáo miễn phí cho ProSoul luôn. Đấy, có những bài ơi, cái mic bài ơi nó rất là cao cấp, 790 này, 790 là hiện tại đang bán là 6.900.000 một bộ nhá. Hàng bãi các bác mua hàng xấu thì khoảng hơn 2 triệu. Đấy, hàng đẹp, lần trước em bán hàng đẹp lắm với 2.800.000, 90%. Rồi ok, thì video của em cũng đến đây thôi, nói hơi miên man quá nhiều rồi. Rất cảm ơn các bác thấy video hay thì có thể cho em xin một like nhé.